Chúng ta biết là tâm thức của chúng ta rất là thường dễ bị dao động theo hoàn cảnh. Do trong quá khứ chúng ta chưa từng biết để ý tới tâm của mình và chưa có cơ hội làm chủ tâm của mình. Cho nên chúng ta để cho tâm của mình nó gắn kết quá mật thiết với hoàn cảnh. Đến nỗi hoàn cảnh nó chuyển dời như thế nào thì tâm của chúng ta biến động như thế ấy. Khi hoàn cảnh thuận lợi, khi chúng ta có những niềm vui, khi chúng ta được công nhận khen thưởng thì tâm chúng ta hoàn toàn bất an. Dù cái cảm giác đó, dù cái cảm xúc đó nó mang lại cho chúng ta những trạng thái thoải mái dễ chịu, nhưng đó vẫn là một cái tâm bất an. Cái tâm bất an có nghĩa là cái tâm nó lên xuống và nó có một cái mong đợi là sẽ được nữa, sẽ có những cái lời khen ngợi, công nhận hay là những cái thành công như vậy nữa. Và trạng thái tâm bất an này chắc chắn là nó đem lại cho chúng ta, ban đầu thì chúng ta nhầm tưởng là an lạc, tức là rất là thoải mái, dễ chịu. Nhưng mà sau đó thì nó đem lại cho chúng ta những cái khoảng trống cô đơn, lạc lõng và nghiện ngập. Thí dụ trong một cái buổi tiệc với rất nhiều bạn bè vui chơi, trò chuyện rồi ca hát, và tàn cuộc rồi chúng ta cũng chưa muốn về nhà. Chúng ta vẫn muốn quyến luyến kéo dài thêm câu chuyện hay là buổi gặp gỡ đó. Rồi trên đường về chúng ta cảm thấy mình lạc lõng vô cùng, cảm thấy buồn. Tại sao cuộc tiệc hay và đẹp như vậy lại mau chóng tàn phai? Cũng vậy, khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh bất như ý, những cái điều trái nghịch với sự mong đợi của mình, những lời nói không dễ thương, những hành động khó khăn, thì làm cho tâm chúng ta cũng trở nên không có bình thường, tức là nó cũng bất an. Nó cũng lên xuống hồi hộp theo cái nhịp tấn công của đối phương, của hoàn cảnh. Và chúng ta cầu nguyện, chúng ta van xin, chúng ta mong đợi cho cái hoàn cảnh nó mau chóng trôi qua để trả lại sự bình an cho ta. Điều đó cho thấy là cái sự bình an hay là cái sự không bình an của chúng ta phần lớn là bị tác động bởi hoàn cảnh, bởi đối tượng bên ngoài. Cũng có nghĩa là khi tâm của chúng ta đang rất là an, có nghĩa là chúng ta đang không bị hoàn cảnh khó khăn tấn công. Chúng ta đang sống trong một điều kiện rất là thuận lợi. Cho nên cái tâm an này phải coi chừng, nó là một cái gì đó đang bị đe dọa. Bởi vì hoàn cảnh vốn là luôn đổi thay, tâm thức con người ở bên ngoài cũng không bao giờ cố định. Vậy thì mỗi ngày trong đời sống, nếu mà có cơ hội nhìn lại tâm của mình thì chúng ta sẽ thấy là tâm của chúng ta nó có nhiều cung bậc khác nhau. Có lúc thì rất là bình thường, có lúc rất là hào hứng, có lúc rất là buồn tối, có lúc thấy chơi vơi, có lúc thấy bực bội khó chịu, không chấp nhận thực tại. Và nếu nghĩ cho kỹ thì chúng ta vẫn thấy rằng cái tâm này nó đang bị dao động phần lớn ở hoàn cảnh. Tuy nhiên nó vẫn còn một cái tác nhân khác, đó là chính nội tại, tức là chính cái tâm tưởng của chúng ta, chính những cái phiền não ở trong lòng của chúng ta, nó khiến cho chúng ta có cái trạng thái tâm lý như vậy. Thí dụ như mình đang có một cái thực tại rất là màu nhiệm, mình đang có những điều kiện rất là thuận lợi, mình đang có những người thương, bỗng dưng mình liên tưởng tới tương lai xa vời, mình nghĩ ngày nào đó mình sẽ bệnh rồi mình sẽ nằm trên giường một mình, mấy người này chắc là cũng sẽ bỏ mình thui thủi thôi, rồi mình trào nước mắt lên mình khóc. Có phải tự mình hại mình không? Phải không? Cái này đâu phải hoàn cảnh tấn công gì đâu. Hoặc là mình ngồi mình nhớ là chuyện quá khứ, mình nhớ là cái câu chuyện đó, mình nhớ cái lời nói đó, sao tại sao lúc đó mình ngu, mình không có trả lời, mình không có hành động một hành động cho xác đáng để cho người kia thấy được cái bản lĩnh của mình. Người kia tưởng mình khờ dại quá, cho mình ngồi mình tức quá, cái cơn giận nó trào lên. Có phải là do cái tâm tưởng của mình hay không? Do mình nghĩ tới cái quá khứ. Cho nên gần như là sống giữa đời sống này, cái số lượng người mà có thể kiểm soát được tâm của bản thân mình rất là ít. Mà nếu chúng ta là một người có hiểu biết, có chiều sâu, chúng ta sẽ thấy là tâm nó quyết định tất cả. Mọi niềm đau hạnh phúc của mình là do tâm mà ra. Tâm nó cảm nhận cái giá trị hạnh phúc sâu cạn như thế nào, tâm nó quyết định cái khổ đau sâu cạn như thế nào. Thành ra cái vấn đề đáng lẽ chúng ta phải được trao truyền những cái kỹ năng, những cái phương pháp để mà hiểu tâm và hướng tâm về một cái nẻo tốt, chúng ta phải học từ hồi nhỏ. Chúng ta phải được đối diện và trau dồi nó mỗi ngày trong đời sống kìa, trước khi chúng ta đụng tới những cái thứ có tính chất hấp dẫn nhưng mà nó là một cái cạm bẫy như là tiền bạc hay là quyền lực hay là sắc dục hay là danh lợi, vân vân.
Và khi tâm chúng ta nó mạnh, tức là năng lực dồi dào. Khi nào tâm chúng ta mạnh, khi nào năng lực chúng ta dồi dào, có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ta đang làm chủ tâm của mình, không cho nó đuổi theo những đối tượng ở bên ngoài. Lúc đó cái tâm chúng ta rất là mạnh. Trường hợp thứ hai là chúng ta đang có những điều kiện rất là thuận lợi, đang có những cái niềm vui, đang có những cái thành công nó đang xảy ra, cho nên tâm của chúng ta lúc đó cũng rất là mạnh. Nhưng cái mạnh thứ hai này nó hơi nguy hiểm, như đã nói nó bị điều kiện hóa. Thì trong trường hợp tâm chúng ta mạnh như vậy đó, thì khi có một người nào đó chọc chúng ta nói một câu không có dễ thương, hay là hành xử một cách không có dễ thương, thì chúng ta đâu có giận, phải không? Chúng ta cho qua, chúng ta thấy chuyện này rất là nhỏ, hoặc là chúng ta chấp nhận được. Lý do tại sao? Tại vì chúng ta có vẻ không để ý lắm tới cái tình huống này, tại tâm chúng ta nó dồn hết về cái phía hấp dẫn thuận lợi kia rồi, thành ra cái này chúng ta gọi là không có khe, tức là không có quan trọng quá. Cái thứ hai là nếu tâm của chúng ta mạnh á, thì những cái năng lượng tốt đó, nó bao phủ ở trên tâm thức hết rồi, thành ra những cái năng lượng kia không có cơ hội tấn công vô được. Cái thứ ba, khi tâm chúng ta mạnh, đầu óc chúng ta rất là sáng suốt và tỉnh táo, nhận biết được cái tình huống này, đọc được đúng cái message, cái thông điệp nó gửi tới là cái gì, chứ không bị ảo tưởng hay là không bị nhầm lẫn. Ngược lại, khi tâm chúng ta yếu, tức là chúng ta bị hoàn cảnh tấn công, bị công ăn việc làm, bị sếp đi, chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta đang có những cái rủi ro, có những cái tai nạn, sức khỏe chúng ta suy sụp, và cái tâm của chúng ta nó bay nhảy lung tung hết, chúng ta không có kiểm soát được. Cái lúc này tâm chúng ta rất là yếu. Và khi cái tâm nó yếu rồi thì bất cứ một cái chuyện gì nó xảy ra mà trái với ý của mình, nó gọi là discontent, bất như ý, là mình sẽ phản ứng liền. Mình có cảm tưởng như cái câu nói này, cái hành động này nó đang muốn tiêu diệt mình đó. Nghĩa là tâm thức chúng ta nó rơi xuống một cái cùng bậc rất là thấp. Và cái khi cái tâm nó càng yếu đuối chừng nào, thì cái cơ chế bảo vệ cái tôi, những cái phản ứng bảo vệ cái tôi mà đại diện là cơn giận, nó sẽ xảy ra càng mãnh liệt chừng ấy. Thí dụ như mình hù một con thỏ thì chắc chắn nó sợ hơn là mình hù một con cọp, phải không? Tại nó biết cái đối tượng hù nó là ai. Như khi cái tâm mình nó trở thành một con thỏ, người ta chỉ nhìn mình thôi, người ta đâu có bắt mình đâu, nhưng mà mình cũng hoảng, mình nhảy vào bụi. Như khi cái tâm mình là một con cọp, người ta đang muốn thủ tiêu mình, nhưng mà mình vẫn tỉnh rồi, tại mình biết mình có thể ăn được người đó mà. Có một câu chuyện này rất là tức cười và nó có thiệt. Có một anh chàng đó, anh nghĩ anh là một cái hạt bắp, cho nên anh rất sợ con gà. Nói tại sao, mình cứ nghĩ anh là cái hạt bắp thôi. Và mỗi lần thấy con gà là anh hoảng hồn, chạy la thất thanh vậy. Thì gia đình thấy anh hình như là có vấn đề, chắc là bị tâm thần quá, cho nên cho vào viện tâm thần nghỉ dưỡng. Thì bình thường nói chuyện hay là tiếp xúc thì thấy anh chàng này rất là tỉnh táo, rất là bình thường. Nhưng mỗi khi thấy con gà nó có phản ứng kỳ cục vậy. Khi đi vô trong bệnh viện thì bác sĩ hỏi người này bệnh gì đây, thì anh cũng nói là bác sĩ, tôi thật ra không có bệnh gì cả, tôi rất là tốt, tinh thần rất là ổn định, có điều một cái là tại sao mà tôi hay sợ con gà quá. Thì bác sĩ hỏi tại sao anh lại sợ con gà, thì tại vì tôi sợ nó mổ tôi, tại vì tôi thấy tôi là một cái hạt bắp. Thì bác sĩ nói thôi được rồi, anh cứ nghỉ đây vài ngày đi, nhưng mà cái bài thực tập tôi dành cho anh đó là mỗi ngày á, anh phải tập nói cho tôi ít nhất là từ 1.000 cho tới 3.000 lần cái câu là tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Và không chỉ nói mà anh còn viết xuống tờ giấy để tôi ghi cho y tá kiểm tra coi anh làm ăn như thế nào. Thì anh ta có vẻ hứng thú cho cái bài tập này. Thì khi về phòng rồi thì anh cứ lải nhải câu là tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Và anh ta viết nắn nó từng chữ lên như vậy. Thì mỗi ngày vị y tá tới kiểm tra thì thấy anh chàng này làm bài tập chăm chỉ lắm. Thì sau 7 ngày như vậy thì bác sĩ mới có cơ hội ghé ngang phòng hỏi làm sao, thì anh làm ăn thế nào báo cáo tôi nghe coi. Thì anh chàng mới nói, mà anh vào đây. Anh chàng mới trình bày cho bác sĩ, nói là bác sĩ thấy không, một chồng giấy tôi nè, cái câu tôi viết là tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Và bác sĩ không tin, bác sĩ hỏi cô y tá này coi ngày nào có kiểm tra, và tôi cũng lặp lại cái câu này y chang. Thì bác sĩ nói vậy được rồi, thôi chuẩn bị ra viện đi. Thì anh chàng mới thu xếp quần áo lại cùng với bác sĩ bước ra, lên văn phòng bác sĩ để làm giấy tờ đi xuất viện. Thì trên đường đi gặp con gà chạy ngang qua, la thất thanh rồi cuốn cuốn cẳng cuốn giò, anh chạy khóc méo máu. Thì bác sĩ mới rượt theo, bác sĩ nói, né anh, sao anh kỳ vậy, hồi nãy anh nói tôi anh là cái gì mà bây giờ mà anh sao con gà.
Thì anh chàng cũng 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 thiệt tình đấy, thưa bác sĩ, dạ tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Thì bác sĩ, vậy thì đúng rồi, tại sao sao con gà? Nhưng nó thưa bác sĩ ơi, nhưng mà con gà nó đâu có biết được. Các vị đừng có cười lớn nha, coi chừng là mình cũng là anh chàng đó. Cái này gọi là trầm cảm, depression, thuộc về cái hạng chưa nặng lắm mà cũng cần phải cứu chữa rồi. Trầm cảm có rất là nhiều cấp bậc. Thí dụ có một thiền sinh cứ hay hỏi tôi là thưa thầy, thầy thấy con mỗi lần vô lớp có được không, có thấy con có khả năng thực tập ở trong lớp được không? Tôi nói ừ được, thấy cũng dễ thương lắm. Thì người này chưa có đủ tin là vậy, chứ mấy thiền sinh khác họ có nói gì con? Ừ thì họ cũng thấy anh dễ thương lắm. Không có đâu, cái này nhận xét của thầy chứ họ đâu có nghĩ vậy đâu. Và người này thấy cái chuyện này rất là quan trọng, sợ người khác nghĩ mình thế này thế kia. Thì nếu mà chúng ta không có khéo léo, không có biết cách sống để mà giữ tâm của mình hơn là đuổi theo cảnh, thì cái chuyện mà mình xảy ra cái mức tâm thức mình nó thấp như thế này là cái chuyện rất là dễ. Khi mình xảy ra một cái cú sốc gì đó là cái tâm thức mình có thể rớt xuống chỗ này như chơi, và mình không còn thấy giá trị của mình nữa. Vì mình không thấy được những cái hay, cái đẹp, cái giá trị của mình, cho nên mình cứ nghĩ mình tầm thường và bị người khác khinh thường. Mình nghĩ mình chỉ là một hạt bắp thôi. Từ một con người mà nghĩ thành mình chỉ là một hạt bắp, để rồi mình chỉ sợ một con gà. Mình là một cái người đã từng thành công, đã từng có vị trí trong xã hội, có bằng cấp và có đạo đức nhiều người kính trọng, nhưng mà trong một cái sự phá sản về tài về kinh tế, nó có thể đưa mình tới cái chỗ đó. Mình tưởng rằng cái con người mình nó chỉ có khi mình thành đạt thôi, tưởng cái tôi mình nó chỉ nằm ở chỗ đó thôi. Nhưng mà ở trong mắt vợ mình nhìn nghĩ về cái tôi mình khác. Người vợ có thể nghĩ mình là một con người đáng kính, một con người mô phạm, một con người có chiều sâu. Họ nhìn cái tôi mình ở chỗ đó mà họ kính trọng. Và con mình nó nhìn cái tôi mình ở một cái chỗ khác. Và những người thân trong gia đình mình nhìn mình quý mến mình ở những cái điểm khác, chứ không hẳn là ai cũng nhìn vào sự thành công của mình mà kính trọng. Thành ra khi mình đánh mất sự thành công đó, mình tưởng là mình không còn cái gì cả. Đó là cái vấn đề nhiều người trong đời sống hay nghĩ như vậy, hay tưởng rằng cái business đó, cái công việc đó, hay là cái tài năng đó mới chính là tôi. Thật ra nó chỉ là một phần của tôi thôi, nhưng mà tại vì cuộc sống nó bắt mình phải dùng cái đó nhiều quá, đến nỗi mình tưởng con người mình nó chỉ được gói gọn ở trong đó thôi. Thành ra khi mất nó rồi thì không biết cái tôi nó đặt ở đâu, gọi là cái tôi bị lạc lõng. Khi tâm thức chúng ta rơi xuống những cái vị trí thấp như vậy, gọi là một tâm thức rất là yếu, mà yếu thì nó sẽ lu mờ. Khi nó yếu thì nó không có dễ dàng chấp nhận những cái điều bất như ý, những cái điều bất toại nguyện, nó phản ứng rất là mãnh liệt. Và cái phản ứng được đại diện nhiều nhất đó chính là cơn giận. Khi chúng ta giận lên, tại sao? Tại vì chúng ta không hài lòng, chúng ta muốn phản ứng lại, chúng ta muốn chống đối cái đối tượng, cái vấn đề, cái tình huống đó. Nhưng mà nếu khi tâm thức chúng ta nó ổn định, nó khá, nó vững, có thể chúng ta sẽ không có sử dụng cách đó. Chúng ta có nhiều cách để biểu đạt cái sự không hài lòng, không đồng ý, không chấp nhận của mình. Nhưng mà khi năng lực chúng ta yếu kém thì chúng ta chỉ xài được một cách duy nhất và rất là bản năng, đó là sừng lên, đó là phùng mang trợn mắt, đó là đỏ mặt tía tai, đó là buông ra một cái câu nói hết sức là độc địa, phải hơn cái câu kia để cho người kia đau tận tim gan thì mình mới chịu, hay là một cái hành động có tính chất trừng phạt. Mà mình thì hay nói là vậy cho nó biết mặt, vậy cho nó sợ, nhưng mà kỳ thực là bên trong nó hàm chứa một cái phản ứng giận dữ, một cái phản ứng chống đối lại đối tượng đó và trừng phạt đối tượng đó. Vì chúng ta tập cho mình cái nếp sống là đuổi theo hoàn cảnh, ít chăm sóc tâm của mình, cho nên mỗi khi mà cơn giận nó phát hiện lên đó, thì chúng ta cũng đuổi theo đối tượng tiếp tục. Khi chúng ta bị chọc giận, bị tấn công,
thì cái khuynh hướng của hầu hết chúng ta là chúng ta đuổi theo đối tượng đó để mà trả đũa. Chúng ta nghĩ rằng cần phải nói một câu gì đó, cần phải làm một hành động gì đó thì mình mới giải quyết được cái cơn giận của mình. Cái đó gọi là xả năng lượng giận ra. Mà kỳ thực nó có chuyện đó. Khi mình nói được cái câu đó rồi mình thấy hả hê vô cùng. Khi mình ra tay hành động như vậy, mình thấy mình thoải mái dễ chịu vô cùng. Nhưng mà các vị có biết không, cái đó chỉ là cái năng lượng giận nó được phong tỏa ra thôi, nó được xả ra bên ngoài. Cái năng lượng xấu nó được phóng thích ra bên ngoài. Tuy nó mang lại chúng ta một cảm giác nhất thời là thoải mái hơn, ban nãy, nhưng kết quả là cái cơn giận đó, cái năng lượng nó lại rớt trở lại ở trong tâm của chúng ta. Nó phóng ra rồi nhưng mà nó thu trở lại, và nó làm cho cái cơn giận trong ta bành trướng hơn nữa và sâu sắc hơn nữa. Có nghĩa là tuy chúng ta đã nói lời đó ra rồi, chúng ta đã hành động rồi, nhưng mà cơn giận không hề được giải quyết. Cái hạt giống giận nó rơi xuống chiều sâu tâm thức và nó nằm ở đó. Một lát nữa nó sẽ lên lại, ăn xong tô cơm thì nó sẽ lên lại. Có những người giận mở tủ lạnh ngồi ăn trái cây cho đã một một giờ đồng hồ xong thấy tưởng là mình hết giận rồi, nhưng mà uống xong cốc nước rồi bắt đầu giận trở lại, nghĩ tới đâu là giận tới đó, ngồi đai nghiến từng lời từng chữ. Và khi tâm chúng ta nó yếu có nghĩa nó sẽ lu mờ. Lu mờ có nghĩa là chúng ta nhìn cái cách người đó làm, cái hành vi cử chỉ của người đó nó sai lệch, trong khi một cái người có cái tâm mạnh nhìn khác chúng ta rất là nhiều. Người khác ta nhìn vô thấy hành động này bình thường quá mà nó có vấn đề, nhưng mà khi chúng ta cái tâm chúng ta nó bị lu mờ rồi, chúng ta thấy rằng hình như là người này đang muốn chống đối mình và đang muốn tiêu diệt mình, hay là đang muốn hạ bệ mình đây. Cho nên cái khả năng phòng thủ và tự vệ chúng ta rất là cao. Điều đó chứng tỏ là tâm chúng ta đang bị lu mờ. Mà đây chỉ là một cái trạng thái nhất thời của con người chúng ta thôi. Chúng ta là người có hiểu biết, chúng ta là người trí thức. Nếu ngoài cái cơn giận này ra, chúng ta không bao giờ hành xử như vậy. Chỉ khi cái cảm xúc nó lên ngôi, cảm xúc xấu nó bao trùm hết tâm thức của chúng ta, thì chúng ta mới hành xử như vậy. Thành ra cái con người của mình nó trở nên mất giá trị đi từ những cái cơn giận. Nghĩa là chúng ta không bao giờ hài lòng vì cái cơn giận của mình. Trong khi mình giận hờn, mình thường không kiểm soát được và mình làm xấu mình đi rất là nhiều. Và khi bình tĩnh trở lại thì chúng ta thường rất là hối tiếc. Giống ở trong tâm mà ai cũng có. Các vị biết không, các nhà tâm lý học của thời Đức Phật, tức là các vị chuyên về tâm, những bậc thiền sư, những nhà đạt đạo, người ta phân tích tâm của chúng ta có tất cả khoảng 51 hạt giống. Trong đó có tốt, trong đó có xấu, trong đó có thiện, trong đó có bất thiện. Thì giận là một cái hạt giống nó nằm ở trong cái tạm gọi là mảnh đất tâm. Nó nằm sâu ở trong cái gọi là một cái store consciousness, một cái tàng thức chiều sâu của tâm thức. Và hàng ngày chúng ta thường sử dụng ở trên cái consciousness, tức là cái bề mặt của ý thức. Vậy thì khi một cái hành động không dễ thương kích hoạt vào đó, thì tùy vào cái hạt giống giận nó nằm ở trên hay nằm ở dưới mà nó tiếp nhận được cái hành vi kia và nó bị kích động. Thí dụ nó nằm sâu ở trong tâm thức chưa bao giờ mình sử dụng tới, hoặc là rất ít sử dụng tới, thì cái lời nói kia không có đụng tới được. Hạt giống giận nó nằm sâu quá đụng có tới, hoặc là nó được bao bọc bởi những cái năng lượng tích cực, những năng lượng tốt, thí dụ như là chánh niệm hay là năng lượng bình an hay là sự tươi mát, nó bao trùm cái tâm thức rồi, thì cái lời nói kia nó không có tưới được cái hạt giống giận. Hoặc là một cái người mà tu thiền, người ta bảo hộ về sáu căn, tức là cái tai người ta nghe, người ta đón nhận, hay là mắt người ta nghe, người ta đón nhận, là mũi ngửi, tất cả các giác quan, khi mà là người ta tiếp xúc là người ta nhận diện ra cái phản ứng của mình lên cái đối tượng đó, hoặc là thấy rất rõ đối tượng đó như thế nào, để đưa về cái trung tâm thần kinh, tức là về tâm thức, để mà nó có một cái quyết định đúng đắn cho cái đối tượng đó. Nhưng mà vì công ăn việc làm, vì mưu sinh đó, nhiều khi chúng ta mời hạt giống giận lên rất là nhiều lần trong ngày. Chúng ta đừng có xem thường những cái phiền não nhỏ nhỏ. Thí dụ như có một người nào đó giành cái chỗ của mình, ngồi trên cái ghế của mình tới, mình hơi bực nhưng mình không có tiện nói ra, thì cái bực đó nghĩa là gì? Là mời hạt giống giận lên một lần. Hay là khi mình mất một món đồ, mình tiếc hụi hụi, mình nhưng mà có nhiều người biết cái chuyện này quá, mình giả bộ như là mình cao thượng, thì thôi không sao, bỏ đi. Nhưng mà kỳ thực ở trong tâm mình nó ngấm ngầm một cái cơn giận rất là lớn, mình có nghi một cái người nào rồi mà mình chưa thể nói ra được. Hoặc là tới giờ mình đi học thiền rồi mà người kia cứ tìm cách cản mình làm bộ mình cười tươi không sao đâu này kia, nhưng mà ở trong tâm mình rất là bực.
cơn giận nó trỗi lên, hoặc là người kia gọi chính đích danh mình ra để mà chỉ trích, để mà tấn công mình, thì mình làm bộ rất là tươi mát, nhưng mà bên trong mình cơn giận nó trào trào lên, mắt nó đỏ ngầu rồi mà mình nói mình không có giận. Thì những cái đó mình đừng có coi thường nó, những cái bực nhỏ nhỏ như vậy là những cái cơn gió để sau này nó tạo ra một cái trận bão giận rất là lớn. Vậy thì mỗi ngày trong đời sống, vì để được việc đó, để được cái này được cái khác, chúng ta đã xài tới cái năng lượng bực bực tức rất là nhiều, cho nên hạt giống giận nó được mời lên rất là gần ở trên tâm thức. Đó là chưa nói những cái người mà dễ giận dễ hờn, chút giận chút hờn là coi như là cái hạt giống nó mời hẳn lên trên cái bề mặt ý thức, đúng có cái là giận liền à, nhại vậy đó. Rồi thêm một cái trường hợp là nhiều khi mình giận cái người nào rồi mình không giải quyết được, nhất là người thân trong gia đình của mình cứ âm ỉ từ ngày này sang ngày khác, nói ra thì nó đổ vỡ mà không nói thì chịu không nổi, cho nên nó cứ quặn ở trong lòng, nó đóng lại thành một cái thứ gọi là tiếng Ấn Độ là samjosana samkit, tức là nội kết, một cái cục nó thắt thắt chặt. Như vậy thì ba cái trường hợp đó nó làm cho cái hạt giống giận nó được mời sẵn lên trên cái consciousness, tức là bề mặt của ý thức. Cho nên một cái hành động bất như ý hay là một cái điều ngang trái nó xảy ra, một câu nói không dễ thương, một hành động không dễ thương, là cơn giận nó, hạt giống giận nó lập tức nó biến thành cái anger energy, cái cơn giận. Từ hạt giống giận biến thành một cái cơn giận. Và cũng tùy vào cái nội lực của mỗi người mà cơn giận nó được thể hiện ở một cái mức như thế nào. Thí dụ một người có nội lực mạnh, nhưng mà trong lúc đó họ thiếu chánh niệm, cho nên họ để cho người kia tưới vào hạt giống giận của họ được rồi. Thì khi mà thấy cơn giận nổi lên thì một là họ dùng cái năng lực tu tập, hai là họ dùng cái ý chí, có nghĩa là họ dùng cái đạo đức, dùng cái văn hóa để họ đè nén cái cơn giận xuống. Có nghĩa là nhìn họ hơi tươi, thấy bình thường, nhưng mà trong lòng họ thì lửa nó đang đốt cháy. Nên loại người thứ hai là nội lực không có được mạnh lắm, thành ra là kìm được có mấy phút sau là nó đổ ra luôn, mắt nó đỏ ngầu hay là mặt nó bừng bừng lên. Tay chân run rẩy, nói là cà là cập. Cái giọng nó bị nhiễu sóng, là biết cơn giận nó lên tới chỗ đó rồi đó. Còn cái người tệ nữa là chẳng có nội lực gì cả, mới mình chọc vô một cái là nổ liên tại chỗ, tức là buông ra một lời nói hết sức là đanh đá, hết sức là cay cú, và thậm chí là hành động luôn, ném điện thoại, đóng cơm cái râm, xách xe chạy vòng vòng, la lên, trời đất ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Có nhiều cách lắm. Ở bên Pháp nó có một cái nhà gọi là cái nhà xả cơn giận, mình có thể mua 200 euro vô mình đập thoải mái, đồ thủy tinh không à. Có nhiều người thì lấy tay nắm đấm vào tường hay là đấm vào gối, những cái cách đó rất là càn cợt, tức là mình làm như vậy cái cơn giận nó chỉ xả ra cái cảm xúc thôi, nhưng mà cái hạt giống giận nó vẫn còn ở trong đó, vài giờ sau nó trở lại như cũ. Thành ra nhiều khi mình khóc á, mình đau quá mình khóc thì đứng về mặt tâm lý trị liệu thì cũng được, tại vì nếu mình không có cách mà mình cứ để nó trong đó thì có thể là nó ức chế và nó trở thành một cái tâm lý khác rất là nguy hiểm, cho nên thôi thì khóc thoải mái, khóc đi em hả. Khóc đi rồi cũng sang ngang phải không, thôi cứ khóc đi. Nhưng mà đứng về mặt thiền tập thì cái khóc như vậy chứng tỏ là một cái bước trượt của tâm lý, tức là mình để cảm xúc nó đi một cách thoải mái luôn, không có một cái sự kìm nén, không có một sự chuyển hóa. Một người thiền tập không phải là đè nén cái cảm xúc đó mà phải tìm cách chuyển hướng. Thì cũng như đã nói là có một cái trường hợp thứ hai, chẳng ai chọc giận mình hết, chính mình chọc lấy mình ngồi mình nghĩ tưởng lung tung rồi mình giận thôi, cứ tưởng tượng là ai đó đang muốn bỏ rơi mình đây, hay mình ngồi mình nghĩ là ủa sao mà mình làm nhiều quá mà những người này không có làm gì hết đi. Mình thấy hình như là những người này họ chỉ đang bóc lột sức lao động của mình, lợi dụng mình chứ đâu có thương mình đâu. Trong một cái lúc yếu lòng nào đó mình đã nghĩ như vậy, cái tự nhiên mình nổi giận lên, những cái người kia mới mở cửa vô là ăn đủ hết. Vậy thì có hai trường hợp, một trường hợp là khi nội lực yếu đuối đó thì chính cái nội tâm của mình nó, những cái phiền não nó kích hoạt lẫn nhau để đưa tới cái tâm lý và đưa làm cho cơn giận đó nó nổi lên. Cái trường hợp thứ hai là hoàn cảnh tấn công vào. Cho nên một cái người mà có hạt giống giận sẵn rồi chạy đâu cũng giận à, dù người ta đang rất là dễ thương, hoàn cảnh đang rất thuận lợi nhưng mà cũng vẫn cứ giận thôi. Một cái người mà dễ giận nữa là một cái người muốn gì được nấy từ hồi nhỏ,
sống trong cái sự thuận lợi nhiều quá, không có quen những cái sự trái nghịch hay những người có quyền lực. Nó dưới tay mình hàng hàng chục hàng ngàn người nghe lời mình, thành ra ai mà trái được đâu. Thứ ba là cái người luôn thành công, chưa có nếm mùi thất bại bao giờ, thành ra những cái trái ngang là không chịu nổi. Một trường hợp nữa là do DNA, do di truyền, di truyền mang cơn giận theo đó nghe các vị. Dù chỉ là một giọt nhỏ tinh cha huyết mẹ trao truyền thôi mà nó chứa cả một cái gia tài của tổ tiên. Các vị phải nghĩ rằng trong cái DNA đó không chỉ có cái năng lượng giận hờn của cha mẹ mình trong quá khứ, mà cả ông nội ông ngoại từ nhiều thế hệ nữa, mà gần nhất là cha mẹ, mạnh nhất ở nơi cái tính cách của cha mẹ. Nếu mà cha mẹ chúng ta trong quá khứ mà vì chiến tranh, vì chạy loạn, vì làm ăn không để ý tới cái tâm của mình thì chúng ta lãnh đủ hết. Thành ra con mình nhìn vào con mình thấy nó mới 4 5 tuổi đã thể hiện cái bản tính nóng giận của nó rồi, thì chúng ta biết rằng đó là cái tác phẩm của mình hoặc là của cha mẹ mình thế hệ trước nữa. Thành ra các vị tu thiền là một cái gì đó, là các vị đang giúp đỡ cho một thế hệ tương lai, không chỉ giúp cho cái thế hệ hiện tại không, mà giúp cho thế hệ tương lai. Có nghĩa là các vị phải giải quyết cái phần cơn giận của mình ngay trong kiếp này luôn, cô lập hóa nó và chuyển hóa nó, để mà khi mình sinh con ra thì mình cho nó một cái hạt giống giận hờn rất là ít hoặc là không có biết giận hờn. Mà nếu mình đã sinh con ra rồi thì bây giờ vẫn còn kịp, tại vì cái sự trao truyền của mình mỗi ngày qua cái cách tiếp xúc với nó, tư duy là nó và hành động của mình vẫn nuôi dưỡng nó như thường, thành ra cũng không là muộn. Vậy thì là một thiền sinh đó, chúng ta ý thức được giận hờn nó là một cái năng lượng rất là tiêu cực, rất là xấu. Nó không chỉ hủy diệt chính chúng ta mà hủy diệt luôn cả những người thân yêu của chúng ta. Các vị biết không, khi mà cái hạt giống giận nó biến thành một cái cơn giận á, thì nó sẽ thiêu rụi những cái năng lượng tích cực mà chúng ta đã gây dựng trong thời gian qua. Nó thiêu rụi rất là nhanh. Và đồng thời nó sẽ kết hợp với những cái năng lượng tiêu cực khác. Thí dụ như là từ cái cơn giận thôi mà nó liên kết với cái hạt giống của sự nghi ngờ, kỳ thị hay là cô đơn tuyệt vọng, nó liên kết vậy đó. Hay là hận thù, nó liên kết lại thành một cái chuỗi và đưa ra những cái phản ứng tệ hơn nữa. Cơn giận nó sẽ châm ngòi cho những cái hạt giống độc địa trong tâm thức của chúng ta. Và khi năng lượng nó phóng ra đó, chúng ta đừng có tưởng là chúng ta chỉ thiêu đốt cái người đối diện không, mà chúng ta thiêu đốt toàn cầu. Nghe hết sức là viển vông phải không? Mà nó có thiệt, khoa học người ta chứng minh được chuyện đó. Một cái năng lượng khi mình phóng thích ra đó, dù mình không có chủ ý là gửi nơi khác, nhưng mà nó vẫn trải dài ở trong không gian vô tận vô biên này, và nó sẽ lên đường, nó sẽ tìm tới những cái nguồn năng lượng có cùng một cái tần số như vậy để nó liên kết lại, và nó cứ chờ sẵn trong cái không gian đó. Và khi nó trở thành một cái điều kiện đủ, những cái condition đủ cho nó rồi đó, thì nó sẽ phản ứng lại chúng ta, nó trả lại chúng ta. Trước hết nó trả lại chúng ta bằng một cái tai nạn, bằng một cái điều rủi ro mà chúng ta tưởng là ông trời không có thương mình, nhưng cái này là do mình gieo nhân trước rồi, đủ điều kiện thì nó trả quả lại. Mà nếu chúng ta né được đó thì thế hệ con cháu chúng ta sẽ lãnh cái tai nạn đó. Vì vậy chàng bằng bà con vẫn khác nước như thường. Thành ra chúng ta không có thể chạy trốn hết những cái lầm lỡ mình đâu. Khi một hành động gây ra rồi là không bao giờ mất đi. Chúng ta chỉ có cách là tu tập cho nó giỏi, tạo năng lượng tốt để triệt tiêu nó thôi, hoặc là để chống đỡ nó thôi. Chứ nó ra rồi là không có kéo lại nổi. Và chúng ta vẫn thường nói tới cái hiệu ứng của con bướm rất là nhiều lần phải không? The butterfly effect. Tức là ông Edward Lawson ông nói là một cái con bướm, cái bộ cánh của con bướm ở Nhật Bản có thể tạo thành một cái cơn giông bão ở thành phố New York. Vậy thì một cái cơn giận chúng ta nó mạnh hơn cái bộ cánh con bướm chứ. Và khi nó lên đường rồi thì nó sẽ sâu kết. Nhiều khi những điều kiện nó có sẵn nó thành cái bùm động đất ở đâu đó là do cơn giận lên đường. Hay là một trận sóng thần, hay là một ý định muốn 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 thả một trái bom nguyên tử là do cái sự kích động của năng lượng giận hờn của chúng ta. Thật ra chúng ta đang tu tập đây là tu cho cả nhân loại, cho cả hành tinh này, chứ không phải là tu cho bản thân đâu. Mỗi lần mình bước trên mặt đất mà mang cái năng lượng giận hờn thì đất nó nứt hết, cây nó rụi hết. Mình đứng gần người nào là người đó nóng, rất là nóng. Thành ra mình ý thức được cái chuyện đó rồi thì mình biết rằng mình phải có trách nhiệm thay đổi nó, làm chủ lấy nó, không để cho nó hành hạ mình hay là những người thân yêu của mình nữa. Công tình mình tạo ra bao nhiêu cái uy tín, niềm tin, thương yêu với người khác rồi, khi cơn giận lên là nó xóa sạch hết. Thì cái giải pháp ngắn hạn là giải pháp ngắn hạn, tức là khi cơn giận nó xảy ra thì mình phải làm sao? Thì bước đầu tiên
là chúng ta nên tách ly hoàn cảnh. Nếu được, chúng ta hãy tìm cho mình một cái chỗ để ẩn náu, tách lìa khỏi cái đối tượng, cái hoàn cảnh đó, và im lặng tuyệt đối. Bước thứ nhất là im lặng, tách lìa hoàn cảnh nếu được. Mà nếu ngồi trên xe hơi thì thôi im lặng, chứ đừng có tung cửa mà nhảy ra nha. Nghĩa là không nói thêm một lời nào nữa hết. Dù người kia nói rất là oan ức cho mình, dù người kia đang trong một cái nhận thức sai lầm, nhưng mà chúng ta đang bị một cơn giận nó kia tỏa, mà chúng ta nói bằng cái năng lượng đó thì người kia không có nghe nổi. Hoặc là chúng ta sẽ kèm thêm cái thái độ phẫn nộ thì hư bột hư đường hết. Vì vậy là cái bước đầu tiên là của một thiền sinh là im lặng, không có nói năng gì cả, và tìm cho mình một cái chỗ để mà mình qua bước thứ hai. Bước thứ hai là nhìn thẳng vào cái cảm xúc đang có của mình, nhìn thấy cơn giận mình nó đang diễn hành như thế nào, nó muốn liên kết với cái hạt giống nào ở trong tâm, và nó muốn, nó đang lên cao trào hay là nó đang hạ xuống, nó đi chiều dọc, nó đi chiều ngang, nó muốn mình phải nói, nó muốn mình phải hành động. Quan sát nó, thấy nó đi như là một cái cơn bão vậy đó, nó tràn ở, có lúc nó mạnh, có lúc nó yếu. Cái đó gọi là guồng máy hoạt động, nhìn vô nó bằng một thái độ không thành kiến. Cái này khó lắm, muốn có được cái thái độ không thành kiến này thì trước đó các vị phải thiền tập rất là dữ dội, để khi mình nhìn vô cơn giận mình không có thành kiến. Chứ nhiều khi phần lớn là mình nhìn vô cơn giận mình là mình ghét cái cơn giận này vô cùng, phải không? Mình cay cú về nó, tại vì nó làm hư bột hư đường ấy, làm cho người ta đánh giá thấp về mình. Cho nên là phải nhìn nó bằng thái độ không những không thành kiến mà còn thương yêu, ôm ấp cơn giận. Bước thứ hai là ôm ấp, và trong quá trình ôm ấp đó thì phải quan sát nó. Giống như một bà mẹ mà đang nấu nướng trong bếp mà nghe con mình khóc thì phải bỏ hết tất cả công việc để mà đi vô để mà ẵm đứa con lên tai. Khi mà đứa con nó được ẵm lên tai rồi, bà mẹ chưa có hát à ơi gì hết, là đứa con cảm thấy được được che chở, và nó dịu dần cái tiếng khóc của nó. Bà mẹ phải bỏ hết tất cả công việc ở trong bếp núc, lúc đó đứa con là ưu tiên hàng số 1. Cơn giận mình nó giống như đứa con của mình vậy đó, mình phải ưu tiên hàng hàng một, phải trở về ôm ấp vỗ về nó và quan sát coi là cái giọng khóc của nó tới cái mức nào. Và bước thứ ba, nếu được chúng ta hãy làm một số cái trắc nghiệm để biết cái mức độ giận hờn của mình. Thí dụ như là mình đặt cho mình câu hỏi là có phải là ta đang giận hờn không, gọi đúng tên đó, tại sao vậy, có phải ta đang giận hờn không, tại sao vậy, thì có thể là sẽ có câu trả lời liền, tại vì người kia khó chịu quá, tại vì người kia không có dễ thương, tại vì người kia ác độc quá. Thì mình sẽ hỏi tiếp một câu là tại vì người kia là tại vì năng lượng của mình đang rất là yếu kém, tại vì người kia hay là tại vì năng lượng của mình đang, cái chữ đang này nó không nghĩa là lúc nào mình cũng yếu kém, mà chỉ lúc này thôi đang rất là yếu kém. Cách thứ ba nữa là mình có thể hỏi là hình như là mình đang bị dao động, bị khuynh tạc, bị chao đảo bởi cái cảm xúc xấu này phải không, và mình đang muốn chống đối loại trừ nó phải không. Câu thứ tư là mình có thể ôm ấp được, đón nhận hay là chấp nhận được cái cảm xúc xấu này hay không. Mình tự hỏi mình như vậy. Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng đủ sức để đi ba bước như vậy đâu. Thành ra cái giải pháp thứ tư, bước thứ tư là cái bước tệ nhất, là lúc đó không có nên, tức là mình vẫn sử dụng bước thứ nhất là im lặng và tách ly hoàn cảnh, nhưng mà không có nên nhìn vô cảm xúc, tại vì mình đang giận như vậy mình nhìn vô là còn chết nữa, như là một cái tâm yếu đuối mình nhìn vô cơn giận là càng giận dữ nữa. Thì cái bước thứ hai chúng ta đổi lại là chúng ta trở về với cái đề mục chính. Đề mục chính là cái gì? Nghĩa là phải có tu thiền, mỗi ngày phải có một cái đề mục chính của mình, đó là hơi thở. Lúc đó chỉ còn biết hơi thở thôi, không còn biết gì cả, lắng nghe hơi thở đi vào, lắng nghe hơi thở đi ra, cảm nhận cái độ rung của hơi thở, sự hỗn hển của hơi thở. Và làm như vậy chừng 5 phút hay là 10 phút là cơn giận kia nó tan biến. Tuy nhiên cái giải pháp 2 này là giải pháp tệ nhất. Có nghĩa là cơn giận nó tan biến thì nó chỉ tan biến trong nhất thời thôi, nó lại rớt trở xuống chiều sâu tâm thức và nó chuẩn bị lên lại. Nhiều khi nó không phải rớt xuống chiều sâu tâm thức mà nó rớt trở lại trên, nghĩa là trên bề mặt ý thức, từ một cái cơn giận nó thu trở lại thành một cái hạt giống giận, nhưng nó vẫn còn nằm ở chỗ đó đó. Thành ra cái hơi thở này, nếu mà mình không phải là một thiền sinh lâu năm thì hơi thở là giải pháp có thể dùng được, nhưng mà không phải là hay nhất đâu. Nhưng mà tùy vào trình độ của mình ha, chứ không phải thấy đó không phải hay nhất rồi mình chưa dùng. Và khi mình, cái tâm mình nó
chuyên chú trên cái hơi thở một cách dễ dàng như vậy đó, thì nghĩa là nó không còn chú ý tới cái chuyện hồi nãy nữa, không còn chú ý tới cái hành động không dễ thương, những câu nói độc địa người kia nữa, chứ phần lớn là cái tâm mình nó cứ đi phân tích những cái lời những hành động người kia. Mà thường thường kết quả nhận được là người này làm không còn thương mình nữa, người này muốn tấn công mình, người này muốn tiêu diệt mình, kết quả thường nhận được là như vậy. Và khi hết cơn giận rồi mình thấy kết quả xài bét, như khi trong cơn giận đó mình nghĩ thôi chắc mình phải cuốn gói đi quá, không có cho người này nói rồi, phải không? Chắc mình nghĩ cái lớp thiền này quá, cái lớp gì đâu mà vô cứ bị chỉ điểm hoài, chắc tu khóa này thôi, khóa sau trốn. Mà để đi được những cái bước đó một cách gọi là ngọt sớt như vậy đó, là mình phải có một cái chương trình tu tập dài hạn trước, giải pháp dài hạn. Có nghĩa là mỗi ngày trong đời sống mình tập sống chậm lại, quan sát hành vi cử chỉ của mình, quan sát cảm xúc của mình, phải có một cái thói quen đó để nó mới chế ngự được cái thói quen kia. Chứ mình trống trải vô cùng thì cơn giận tha hồ mà nó lên thôi. Thí dụ mình đến một cái trung tâm thiền thì mỗi lần mình nghe một cái tiếng chuông đồng hồ, tiếng chuông gia trì hay là cái kiển thỉnh lên đó, là cái quy luật người ta bắt mình phải dừng lại hết, đứng yên tại chỗ hay là ngồi yên tại chỗ để làm gì? Để nhìn lại coi từ hồi nãy giờ cái thái độ của mình là cái gì và cái tâm của mình từ hồi nãy giờ là cái gì, hoặc là ít nhất là mình nghe được cái tiếng chuông hay là nghe cái hơi thở của mình. Nó là cơ hội cho mình, nó đâu phải khắt khe phải không, nó đang giúp mình rất là nhiều. Và mình có thể áp dụng bài thực tập này trong đời sống. Thí dụ như mỗi khi mình muốn mở cánh cửa, mình đưa tay tới rồi nhưng mình dừng lại vài giây để mình nghe lại cái hơi thở của mình hay là nghe lại cái cảm xúc của mình, rồi mình hãy mở cánh cửa ra. Hoặc là mỗi khi mình nhấc cái điện thoại lên, mình khoan bấm, mình dừng lại để coi cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, và hơi thở của mình đâu rồi, cái tay mình cầm cái điện thoại như thế nào, cái dáng mình ngồi nghe điện thoại kiểu này dễ thương hay không. Những bài tập nho nhỏ như vậy nó sẽ kết tinh thành một cái làn sóng rất là lớn là năng lượng chánh niệm, mindfulness energy. Thì khi những cái sự tấn công ngoại cảnh nó đi tới, nó không có đi vô tâm mình được, hoặc là nó lỡ vô rồi, trong cái lúc đó mình bị thất niệm nó vô rồi đó, thì nó có lực để nó đẩy ra, hoặc là nó chấp nhận, nó ôm lấy hoàn toàn cái điều bất như ý đó, cái điều không dễ thương đó. Chứ bây giờ các vị không có một cái đời sống gì tươi đẹp hết, các vị sống lung tung hết, mà hỏi thầy con ngắn gọn, thầy tánh con nóng giận quá giờ làm sao thay đổi được. Nhiều khi cả đời người người ta sống, người ta tu có nhiêu đó thôi. Có nhiều người tu học rất là lâu năm, đọc rất nhiều giáo lý cao siêu nhưng mà cơn giận nó còn nguyên si. Tại vì sao? Tại vì trong khi tu học mình cũng cũng giống như chưa tu học, cũng hướng ra bên ngoài, cũng đi tìm những cái hấp dẫn trong kinh điển, giống như ngoài đời ta tìm hấp dẫn ở trong những cái thứ dục lạc thôi, nó cũng ở bên ngoài. Tu tập đạo Phật chánh gốc là phải xoay vào bên trong, phải thấy ở cái bên trong. Thành ra là mình đâu có cần hiểu Niết Bàn là gì, hay là Bát Chánh Đạo là gì, hay là Đệ Nhất Nghĩa Đế là cái gì. Cần hiểu cơn giận là cái gì và làm chủ nó đi, là chúng ta đã đi tới được cái mảnh đất của đạo Phật bằng đôi chân của mình luôn, chứ không phải bằng cái đầu tưởng tượng nữa. Thành ra nhiều người nói rất là hay, nhưng mà khi cần dẫn tới là nó bao phủ, nó chiếm cứ hết toàn lãnh địa. Tuy nhiên là trong cái thuật để mà giáo dục ở trong nhà thiền á, người ta nói có hai cái nguyên tắc để mà giáo dục một con người, để mà thuần hóa một con người. Thứ nhất là chúng ta phải có cái uy, cái powerful đối với người đó. Cái uy này không phải do mình nóng giận, mình đập bàn đập ghế, mình la hét mà mình có uy. Cái uy là do mình sống gương mẫu, nói được làm được, và mình có một cái khoảng cách vừa đủ đối với người đó, hoặc là mình nghiêm nghị trong những lúc cần thiết, có những cái điểm nhấn như vậy để tạo ra cái uy lực. Tại vì cái sự đối đãi bình thường nhiều khi đưa tới sự khinh lờn cho đối phương, thành ra mình có những cái điểm nhấn mà mình hoàn toàn chủ động được. Điều này có nghĩa là các vị đừng có để cho cái phiền não mình nó bắt mình tạo ra cái năng lượng đó mà mình tưởng là mình chủ động nha. Chắc là mình giận rõ ràng mà mình nói mình đang tạo uy là không phải. Thứ nhất là cái uy, tức là phải có một khoảng cách vừa đủ. Mình thương con, mình thương chồng, nhưng mà lúc nào phải tạo ra khoảng cách vừa đủ, chứ không phải là lúc nào cũng quấn vô nhau như vậy thì mất cái uy mất tiêu. Mà thường khi mình quấn vô nhau như vậy, nhất là một cặp vợ chồng, cặp trai gái, thì thường để cho bên kia không có tôn trọng mình nữa. Tại thứ nhất là mình lòi ra những cái khuyết điểm của mình, mà khi quấn như vậy thì mất hết năng lượng rồi, thành ra không có kiềm chế, không có che đậy được cái khuyết điểm của mình, thành ra nó dễ để cho bên kia phát hiện, thì sự không kính trọng nó xảy ra. Mà sự không kính trọng xảy ra thì người kia dễ dàng có những cái câu nói hành động khinh lờn mình, thì mình nói giận thôi. Và cái điều kiện thứ hai là mình phải có cái ân, ân tức là ân tình. Ân tình là gì? Thí dụ như hai bên thương yêu với nhau đồng đẳng, mỗi bên cho ra 50-50, nhưng mà có những lúc người kia lầm lỡ, có những lúc người kia rớt xuống, thì mình sẵn sàng cho thêm người đó 60 hay là 70.
Mình cho không mà không có tính toán. Unconditioned, không điều kiện. Mở rộng lòng ra, nhường nhịn, tha thứ, hy sinh. Cái đó gọi là ân tình. Chúng ta sẽ rất là hạnh phúc khi sống với một người có rất nhiều ân tình. Và đây là cái chất keo sơn khiến cho người ta không thể bỏ nhau được. Vậy thì để thuần hóa một con người nó cần phải hai điều kiện. Một là ân, hai là uy. Nhưng mà nếu nhìn cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái ân nó có chứa cái uy trong đó. Thí dụ mình thương yêu, mình tha thứ, mình nhường nhịn, mình hy sinh một cách không có điều kiện thì bên kia rất là kính trọng mình, có phải không? Vậy thì cái ân nó sinh ra cái uy. Kính trọng nghĩa là sinh ra uy rồi. Và nếu mình nhìn cho sâu sắc thì mình sẽ thấy rằng trong cái uy nó có chứa cái ân. Nghĩa là mình tạo ra một cái biên giới vừa đủ để bên kia đừng có dễ dàng buông ra những cái phiền não. Lúc nào mình cũng là một cái bài tập nhắc nhở nghiêm nghị để bên kia lúc nào cũng nhìn lại mình để mà soi sáng. Thành như tôi đang ưa cái này hơn này, uy nhiều hơn. Mà uy nó sẽ tạo ra cái ân. Khi người ta lãnh hội được, người ta hồi đầu thì ta rất là khó chịu bởi cái cảm xúc xấu mình đưa tới, tạo ra cái uy. Nhưng mà khi người ta chấp nhận được rồi thì người ta biết biết người ta phải sửa cái gì, biết cái phiền não nằm ở đâu, thì sau này họ quay lại họ cảm ơn mình. Vậy thì cái uy nó sinh ra cái ân, mà cái ân nó sinh ra cái uy. Biết lúc nào thêm ân, lúc nào bớt uy, đó là một cái người khôn ngoan. Chứ không phải lúc nào cũng ân không, hay lúc nào cũng uy không, thì sẽ không không có thuần hóa được người nào. Tùy vào đối tượng mà chúng ta nên cho người đó uy nhiều hay là ân nhiều. Vậy thì kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay, thì tôi mong đại chúng rằng có một ý thức sâu sắc về cái trách nhiệm của mình đối với cơn giận. Mình cho người khác rất nhiều ân tình rồi, nhưng mà nếu mà mình để cơn giận mình nó hành tung một cách thoải mái như vậy thì lâu ngày vài tháng người ta cũng sẽ không chịu đựng nổi. Thì đừng hỏi tại sao người ta bỏ mình mà ra đi. Mỗi người phải có trách nhiệm làm chủ cơn giận của mình. Nhưng tôi cũng xin cảnh báo các vị là cơn giận nó có rất nhiều cung bậc. Mình đừng tưởng rằng tôi hết giận rồi, ai tuyên bố câu đó thì chắc tôi sẽ xin sụp xuống lại mà lại. Chỉ khi nào mà tham sân si hết, tâm tham cầu và chống đối, tâm chống đối triệt tiêu hoàn toàn thì cơn giận mới không còn nữa. Nói một cách khác, khi chúng ta đạt tới một trình độ vô ngã, non-self, thấy vạn vật, vũ trụ vạn hữu này đều là chính mình thương người ta như thương chính mình, nó khổ niềm đau của người ta là nỗi khổ của mình, hạnh phúc người ta là hạnh phúc của mình. Mình không còn thấy mình là một cái cá thể biệt lập nữa, thì lấy cái gì mà chống đối, lấy cái gì mà giận dữ. Người kia cũng là mình mà, phải không? Khi nào đạt được cái trình độ này thì cơn giận không còn tên gọi nữa. Cơn giận nó chỉ là một cái cơn vô thường do một nhận thức sai lầm mà ra. Khi nhận thức đúng đắn và năng lượng tập khí đã được chuyển hóa thì cơn giận không còn chỗ để mà dung thân nữa. Xin cảm ơn đại chúng.